Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào mừng các bạn đã đến với tập đầu tiên của series mở thẻ Pokemon TCG ở trên kênh Toy Station cho năm 2022. Wow, các bạn ơi, thật không thể tin được, chính xác là vào ngày 26 tháng 2, 2019, có nghĩa là cách đây gần tròn 3 năm kể từ tập Mon Men lần đầu tiên sưu tập thẻ Pokemon TCG trên kênh Toy Station. Vâng, và cho đến nay thì Pokemon TCG cũng đã trở thành một series đặc sản trên kênh của chúng ta. Ok, và như các bạn đang thấy ở đây, để mở bát cho năm mới thì chúng ta sẽ tiếp tục với 2 box Celebration Elite Trainer Box, series kỷ niệm 25 năm của thương hiệu Pokemon. Chúng ta còn rất nhiều công chuyện với series này. Đồng thời ở bên đây, mình cũng rất hân hoan chào đón sự góp mặt của người chơi hệ Bufflux mà các bạn cũng đã biết cách đây một năm đúng vào cái dịp Tết luôn. Vâng, thưa các bạn, một thương hiệu local brand thời trang accessory Verus sẽ đồng hành cùng Bufflux cho hai box này của chúng ta nha. Cho một tràng pháo tay. Trước khi bắt đầu phần chính của video thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến thương hiệu Verus vì đã đồng hành Bufflux cho video này cũng như là gửi cho mình một combo. Đây là một cái ba lô các bạn ạ. Chính xác thì nó là một cái collector backpack dành cho những bạn nào đã biết những tín đồ của thương hiệu Verus. Oh my gosh, quá trời ngăn luôn. Có ngăn bên hông nè. Yeah, trông rất là trẻ trung năng động ha. Có những cái khóa dây mở ra như này. Bên trong luôn. Ok, cái này để đựng laptop hay là tài liệu gì được nè. Có cái lớp đệm mềm chống sốc. Ở mặt trước này có rất là nhiều những cái túi utility. Chúng ta có thể để những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vặt ở đây. Rồi những cái ngăn trong suốt. À, cái này là để trưng bày những sản phẩm của Verus luôn. Những cái ngăn này chúng ta có thể để những cái thẻ. Rồi đây là 3 slot để mà trưng bày những cái vòng tay. Khá là thích những cái hoa văn logo này các bạn. Trong kiểu giống một số những cái brand luxury. Kiểu khác cái là đây là hàng made in Việt Nam. Giá rất là chill. Đây, còn quan trọng ở trong này. Đấy. Giới thiệu với các bạn luôn bộ sưu tập vòng tay wristband mới cáu cạnh của Verus với chủ đề rất ư là Tết đến trong tim mọi người. Chủ đề hái lộc nha các bạn. Với 4 thiết kế tùng, cúc, trúc, mai. Bình thường thì mỗi sản phẩm vòng tay của Verus nó sẽ mang theo một cái thông điệp. Tuy nhiên với series này thì mỗi thiết kế sẽ có 3 thông điệp và sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Kiểu cảm giác giống như là mình rút quẻ đầu năm vậy đó các bạn. Để chút nữa vừa mở những pack celebration, mình vừa bấm quẻ Bufflux đầu năm luôn các bạn. Nếu như bạn nào chưa biết đến thương hiệu của Verus, có quan tâm tới thể loại phụ kiện thời trang, wristband thì có thể ghé qua website chính thức của Verus. Mình cũng sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả luôn. Chia sẻ với các bạn thì mình cũng đã có dịp nói chuyện trực tiếp với bạn Thông, một bạn trẻ cũng là founder của Verus từ video năm ngoái rồi. Mình có thể cảm nhận được cái nhiệt huyết và cái tâm của bạn bỏ vào từng sản phẩm, luôn luôn cố gắng nâng tầm của một thương hiệu local Việt Nam. Giáp cho nên là anh có tay mình hoàn toàn ủng hộ và hy vọng là các bạn cũng sẽ thích. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu với video chính thôi. Sẽ cùng mở toàn bộ hai box celebration này cũng như là lần lượt bói quẻ đầu năm với series hái lộc cho mùa Tết sắp tới nha. Let's go. Trước tiên để mở hai cái hộp này ra đã. Nội lượng bên trong những cái món thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Ở tập trước năm ngoái mình cũng đã mở rồi ha. Đấy, đây là hai bộ sleeve nè. Coi nè. Check. Nice. Hoàn hảo. 99% luôn. Tuyệt vời. Chúng ta có một bộ 60 cái sleeve vậy ha. Bộ sleeve bên trong này. Yep. Tuyệt vời luôn. Nó không có bị wavy. Rất là thẳng. Hai bộ như thế này. Hai pack thẻ năng lượng. Tất nhiên. Hai lá promo Greninja Star. Cứ trong một bóc thì chúng ta sẽ auto có một lá promo Greninja Stars. Vậy tính ra là mình có 4 thẻ luôn. Những cái vật phẩm khác như là dice, tiếng ngầu nè, divider, token. Bên này cũng vậy. Tiếp theo là hai cái thẻ code xịn của một cái box. Nếu như bạn nào có chơi Pokemon TCG, redeem cái thẻ này vô sẽ được một cái vật phẩm, nó là cái box như thế này ở trong game, kèm theo những cái lá năng lượng và những lá promo luôn. Bình thường thì mình sẽ không có giveaway hai cái code này, nhưng mà ở video trước thì mình đã tự redeem cho cái account của mình với hai cái thẻ của box này luôn rồi, cho nên là hai thẻ này khá dư và cũng cho nên là mình giveaway luôn. Đó. Bạn nào có redeem được code xịn nhớ comment ở bên dưới nha. Và đây, phần quan trọng nhất. 5 booster pack ngẫu nhiên từ series Battle Styles, Chilling Rain cho đến VV Voltage. Wait, có Dark Knight of Blaze không ta? Đâu xem bên này coi nè. Mình nhớ là có Dark Knight of Blaze mà. Như vậy là mỗi có hộp có hộp không? Cái này có 4 pack, có một pack nó bị dính vào bên giữa này. Rồi như vậy là một hộp bên trái chúng ta có VV Voltage, có Battle Styles, có một cái Chilling Rain và hai cái Dark Knight of Blaze. Còn ở bên này thì chúng ta được ngẫu nhiên tới 3 cái Chilling Rain lần các bạn. Ở video trước thì những cái pack ngẫu nhiên của series trước này khá là ok nha các bạn. Nếu mình nhớ không lầm thì mình mở ra được một lá Obito VMAX, rồi thêm một lá Full Art đúng không ta? Nói chung là tỷ lệ khá ổn, còn cái này không biết sao đây. Mình xếp theo series.
gộp lại luôn nè. Và tất nhiên mỗi bên 10 pack của Celebrations. Để recap sơ sơ cho các bạn những gì chúng ta đã đạt được cho tới thời điểm này với Celebrations. Với series này thì chúng ta có tới hai cái card list. Đầu tiên đó là bộ sưu tập 25 thẻ mới đánh số thứ tự từ 001 cho tới 025. Nguyên một trang này ha. Tới đây. Đây cũng là một trong những lá hiếm nhất của cả series Gold Mill. Một cái card list thứ hai đó là 25 thẻ artwork first edition, series đầu tiên nhất của Pokemon TCG được in lại. À, cho nên là các bạn sẽ thấy nó đánh số lung tung ngẫu nhiên theo cái những cái thẻ original luôn này nha. Qua tới bên đây luôn nè. Những cái thẻ GX rồi EX Rayquaza, rất thích thẻ này. Tuy nhiên, định của shop ai cũng muốn Charizard Holo Rare. Oh boy. Và đây để điểm danh sơ sơ đối với cái card list của những cái thẻ mới ấy thì đây nha các bạn, mình đã xếp từ thứ tự rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Tiếp theo qua bên đây à, các bạn thấy nó lủng một lỗ đây không? Đây chính là thẻ của JCN Pokemon Sword đi cặp với lại em Zamazenta Pokemon Shield nè, đó là thẻ số 016 ha. À, qua tiếp bên đây, đây là 023, 24, 25. Chúng ta thiếu một thẻ ở đây nữa là của Professor Research Full Art và Goldmew. Thì cái thẻ của em Pokemon kiếm này mình nghĩ là có khả năng cao trong tập này mình sẽ có luôn, bởi vì tỷ lệ hiếm của nó không có khó lắm. Thẻ Professor Research nó khó hơn một chút xíu, nhưng mà với tổng cộng tới hôm nay là 4 box rồi thì mình nghĩ là cơ hội ra cũng sẽ có. Nhưng thẻ Goldmew thì thôi hên xui nha các bạn, bởi vì nó hiếm thật sự. Còn đây là series của những thẻ First Edition Reprint. Cũng không trông đợi gì nhiều lắm nha các bạn, bởi vì đây mới có nhiều đây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuy nhiên nha, chúng ta có được một số thẻ khá là ok. Cũng thuộc dạng là hiếm rồi đấy, như là Blastoise, Holo Rare. Nếu như là thẻ xịn First Edition đời đầu thiệt luôn, không phải là reprint như thế này á, giá từ 300.000 đô đã được đấu giá rồi. Venusaur, Mew, Dark Gyarados, mong chờ thêm em Shiny Magikarp nữa, và gần mười mấy thẻ còn lại nữa mới đủ cái bộ sưu tập Classic này. Ok, còn đây là thẻ Happy Birthday Pikachu, Play-Doh, Team Rocket Trainer. Yep. Alright, đầu tiên chúng ta sẽ khởi động với Darknet Ablaze và toàn bộ những pack series trước ha. Và tất nhiên luôn mình cũng sẽ give away hết tất cả những code, bạn nào có quan tâm thì chú ý nha. Đấy. Như thường lệ để giữ cho bất ngờ thì mình sẽ đưa lá code ra bên này trước. Đem 4, 4, nước nào, Bom, nước tươi cây, Fluffy, Carnivine, Cape of Toughness, Lavitar, Nickit, Bounce Sweet, Snubbull, Meltan, Torsapex. Em này kiểu hiếm lắm mình mới thấy nha. Huh, good, Galarian Surfetch. Bật mấy với bạn một xíu là mình có theme deck của em này ở trong game cũng như là theme deck ở ngoài đời, phiên bản ngoài đời luôn. Để kiểu cái hộp nó đẹp quá, không biết chừng nào mở, thế vào một stream nào đó chăng. Alright, chào vào đây. Một khởi đầu rất ư là bình thường. Pack Darknet Ablaze thứ hai cũng là pack Darknet Ablaze cuối cùng trong tập này. À, chút nữa mình give away một lần hai code luôn nha. And lửa nào. Dark. Tất nhiên rồi. Darknet Ablaze, Gatitar, Kaboo, Turbo Patch. Ê, hình như cái lá này là mình có thể go nha. Full Art và go luôn ấy. Pansage, Taurus, Diglett, Scovet, Charmander. Hồi! Thấy lấp lánh rồi mọi người ạ. Hey. Nhưng mà cỡ gì đây? Uầy! Nó là một lá vi. Wait! Full Art nha. Hình như là Full Art nha. Có ký hiệu vi ở đây. Có cái viền ở đây sao giống centipede vậy ta? Rất lửa đó mọi người, rất lửa, phải không? Hình như là vậy rồi, hình như là vậy. Wow, nice! Không phải là centipede, sorry, centipede là nó là cái tên tiếng Anh thật của con rết. Đây là rất lửa, Centi Scorch V Full Art. Let's go! Woo! Lá này như mình chưa có luôn ấy. Thiệt, lá này chưa có luôn các bạn à. Oh my gosh. Mình có hình như là lá Rainbow rồi. Yeah, có rồi. Rồi VMAX. Yeah, có luôn rồi. Như là có tất cả các thể loại rồi. Trừ Full Art. Yeah. Oh wow. Một khởi đầu quá ư là ok. Chứ còn gì. Ủa hình như mình quên lấy Top Loader rồi. Ok, chờ xíu các bạn ơi. Rồi, đây rồi. Đang có Top Loader. Quả hit đầu tiên trong tập này. Đây là hai code vừa nãy.
Tiếp theo, chúng ta có hai pack Vivid Voltage. War and Fighting Metal. Swallow. Oblique Staff. Chameleon. Skittle. Sharpet. Arrow Seed. Jotik. Sandile. Oh, một lá Amazing Rare. Hơi bị lâu rồi mới thấy lại một lá Amazing Rare. Bởi vì nó chỉ có trong Vivid Voltage thôi các bạn ạ. Đúng không ta? Hình như có thêm trong một series nào nữa đó mà mình không nhớ rõ. Thì lá này nếu như nhớ không lầm là mình chưa có luôn nha. Ok. Đại khái là nó cũng sẽ giống như là Hollow Rare, khung của một cái phiên bản thẻ bình thường. Tuy nhiên, ở bên trong cái khung artwork thì các bạn sẽ thấy là những cái mảng sơn nó splash ra và nó có finish kiểu kim tuyến holographic. Và thực ra thì có trên ngay cái chỗ của chữ basic ở đây, ký hiệu năng lượng và tất cả những cái ký hiệu năng lượng đây và đó ở trên cái thẻ luôn. Hơi bị đẹp nha các bạn. Thẻ này cũng sẽ được tính là một hit luôn nha, bởi vì cái tỷ lệ ra của nó thì nó cũng sẽ xấp xỉ một lá V Full Art. Không dễ đâu các bạn, thực sự luôn. Cho các bạn coi lại một lần nữa. Rất là đẹp. Ok, đằng sau. Whoop. Well Lord Hollow Rare. Alright. Đấy, cho em này vào. Sleeve. Top loader luôn. Nếu mà cứ cái đà này á, thì mình nghĩ là mấy cái pack của series cũ mà nhà sản xuất cố tình bỏ vào cái Celebration là hình như là được boost tỷ lệ nha mọi người. Hay sao á. Tại vì lần trước cũng khá là ok. Lần này trên tinh thần như thế này cũng là ok khá rồi. Four, Top Portrait, Fighting, Tumbling, Nessa, Swallow, Jeff Striker, Nikada, Chimecho, Riolu, Chuto, Pikipek, Winden Stadium, and Boom, Electrosh. Okay, not bad. Tiếp theo, Battle Styles, cùng hai pack. Ý, được ngay hai cái artwork của hai ông Urshifu luôn. Single Strike và Rapid Strike. Mở Single Strike trước. Quên giveaway code rồi các bạn. Chút nữa dồn luôn. 4 cái luôn nha. Chúng ta sẽ có lửa. Fighting trong ngoài Fire. Pick Knight. Scroll of Squirrel. Bullet Fan. War Seaman Key. My Wild. Fomentis. Remoraid. Senti Scorch. Oh yeah. Oh yeah. Đây. Đây là phiên bản Reverse Holo. Nó sẽ lấp lánh ở cái viền ở bên ngoài. Còn đây là Full Art. Các bạn thấy là hai cái kiểu rare nó đẳng cấp khác nhau liền đúng không? Em Full Art thì mình cũng nói nhiều lần rồi, diễn tả rồi. Nó sẽ có những cái vân mà cái tay mình có thể cảm nhận lên được. Rồi chưa kể là cái đường viền nữa nè. Đó, holographic. Tuyệt vời. Còn những cái này thì nó chỉ như vậy thôi. Để ý là cái ông Starland V này hơi bị nhiều nha mọi người. Hơi bị nhiều nha. Hình như là tổng cộng từ trước tới giờ mình mở chắc cũng phải 4 hay 5 lá này luôn rồi đó. Trong tất cả các buổi mở từ video trên kênh Toy Session cũng như là livestream luôn ấy. Oh wow, thì cơ bản nó cũng là một lá hit V. Tạm để ở đây. Chút nữa có những lá đỉnh hơn sẽ nhường chỗ ha. Tới pack thứ hai nè. Urshifu Rapid Strike. Four. And Metal. Metal nước. Mèo ú. Parokly. Toy Jammer. Gobat. Fomentis. Sparrow. Cubone. Zubat. Frillish. Hitmore. Boom. Franklin's. No problem. Đây là 4 code cùng một lúc. Còn lại đó là 4 pack của Chilling Pain. Chilling Rain. Cái series này thì nó cũng gây ám ảnh cho khá nhiều collector. Bởi vì trong những cái mẻ đầu tiên thì cái tỷ lệ của nó cực kỳ tệ hại nha các bạn. Cực kỳ tệ hại luôn. Dạ. Mở ra mà kiểu không có một cái gì hay là sao luôn ấy. Nhưng mà hơn quá, trong những cái lần bass sau thì nó cải thiện hơn chút xíu. Và trên Toy Station thì chúng ta cũng đã có cơ hội để mở ra được một số những cái alternate art. Cái con này gì vậy? Rùi bu. Đất lành, rùi bu. Vô nào. Fluffy. Kakuna. Karen's Conviction. Dealing. Galarian Slowpoke. Cuffing. Galarian Yamask. Snorunt.
Clara, một lẽ reverse hollow trainer. And yo, Galarian Savage. Cứ tưởng là như nào, hóa ra là như này. Nên cái sleeve này nó hơi bị sát với lại cái back ở đằng sau, như nó hơi bị ép quá đấy. Đấy. Cốt đằng sau, chúng ta give away luôn. Và chúng ta sẽ có tâm linh. Boom, lá. Orgathor, Rapid Strike, Scroll of Skies, Down a Hill Tree, Down a Tree Hill, Snover, Blizzle, Ghastly, Coughing, and Delibird. Ui, em này đang là Pokemon sự kiện của đợt Noel nè, cơ mà đã qua rồi. Sắp tới sẽ là một loạt những cái sự kiện về Tết âm lịch. Melanie. Rồi thôi, xong. Thấy luôn rồi mọi người ạ. Thấy luôn rồi, nó giống như hồi nãy rồi. Thấy rồi. Đây, đây, thấy cái góc rồi. Rồi, let's go. Let's go. Từ full art trở lên rồi, từ full art trở lên rồi. À, nhìn nó biết ngay ha. Có vân ha. Rồi, có góc V ở đây. À, có khi nào là VMAX được không ta? Ký hiệu VMAX hình như nó đâu phải như vậy. Là V à, V full art rồi. À, normal. Normal là con gì ta? Ủa? Chilling Rain hệ normal. Yo! Oh my god! Let's go! Oh! Đây rồi mọi người ạ, đây rồi. Quả nhiên là sự hiện diện của người chơi hà tài trợ Bob Luck. Chưa kịp mở ra review từng cái luôn. Ok, là đã thấy có năng lượng rồi đó. Năng lượng rồi đó, let's go. Ok, đầu tiên luôn đi. Thì nói về cái centering, chúng ta quên cái centering đi mọi người ạ. Bên đây nó to hơn hẳn luôn nè, bên đây nó nhỏ nhỏ nè. Thì nó mới bị off cái centering rồi. Nhưng không quan trọng, không quan trọng, đối với mình không quan trọng. Miễn là alternate art là được rồi. Ôi dồi ôi, giới thiệu với các bạn luôn, Tornadus V. Ok, alternate art. Các bạn thấy cái artwork nó rất là sinh động, nó rất là... sao ta? Cartoonish, mình thích cái kiểu này. Concept đó là bác lốc xoáy Tornadus quét qua một khu thảo nguyên và hất tung hết mấy em Pokemon. Chúng ta có Scorbunny nè. Em này là Rockruff nè. Có một bé Quillfish ở đây nữa. Rồi có hai cái ông nhỏ xíu xíu ở đây. À, trên cái cây này hình như là mấy ông Pokemon măng cục nè các bạn. Rồi ở đây là có một em Pokemon Chupet hệ ma nè, nhỏ xíu à. Đó, kiểu cái nhìn này zoom hết cỡ cho mọi người thấy nè. Wow, rất là đẹp luôn. Ở bên dưới này là những cái cây cỏ vân vân. Nhìn tổng thể đấy các bạn, trông nó như là một cái bức tranh phiêu hình vậy đó. Tuyệt đẹp luôn, lấp la lấp lánh nữa. Oh my gosh. Dành riêng mình nào mà chưa biết về cái khái niệm của alternate art nó là gì, có nghĩa là một lá thẻ, thường là một lá thẻ hiếm, nó sẽ có một cái artwork chính thức. Những em Pokemon nó sẽ được ở trong một cái format kiểu pose dáng ngầu, rồi nó chuẩn. Ví dụ như là những lá như thế này đó, các bạn thấy cái artwork của nó. Hoặc kể cả là cái em full art này đi, ở trong Sandy Scotch rất là kiểu nghiêm chỉnh, thanh niên nghiêm túc. Rồi đôi khi nhà sản xuất sẽ tung cho ra một cái phiên bản gọi là artwork khác so với phiên bản chính thức là alternate art. Thì ngoài cái việc là phong cách của những cái thẻ này nó sẽ gọi là phóng khoáng hơn một chút xíu, nó có background rồi cái cảnh sinh hoạt, hoặc là những em Pokemon của chúng ta nó đang làm cái gì đó khác hơn là đứng kiểu là pose dán chụp hình thẻ. Thì đồng thời nó cũng sẽ có một cái độ hiếm hơn, khó kiếm hơn. Thậm chí là những series sau này mới nhất, những lá alternate art nó còn hiếm hơn cả Rainbow Rare. Nhưng tất nhiên cái giá mà trao đổi trên thị trường chợ nổi của từng lá alternate art thì nó cũng phụ thuộc vào là cái lá đó là của con Pokemon nào, nó có hot hay không, có mạnh hay không, sử dụng vào thực chiến kiểu vậy. Ok, wow, unbelievable, tuyệt vời mặt trời, xác định với các bạn luôn. Elite Trainer Box, những pack bonus, awesome. Tâm linh nào. Dark, xem một chút xíu. Peony, Catlin, Chestplate, Hatina, Rockruff, đây em hồi nãy đây, Chupet luôn, Castform, Ghastly, then a Tree Hill. Ôi! Wow! Trainer, Full Art, Avery, let's go, let's go. Thiệt luôn ta ơi, bắt đầu hơi khó tin rồi đó. Okay. Hơi too good to be true. Hơi tốt quá rồi đó.
bao với các bạn luôn là bình thường ấy, mở 10 pack ngẫu nhiên bình thường. Không có tới cỡ như vậy đâu. Kiểu chỉ cần một cái này cho 10 pack thôi là cũng đã gọi là ok rồi, đúng không? Mình đã từng làm một cái short để mở ra được một lá VMAX thôi cũng đã chục pack rồi. Còn cái này 1, 2, 3, 4, 5 5 hit đó ta. 50% là còn gì nữa, đúng không? Even là pack này nếu mà có tập đi chăng nữa là cũng là 50% rồi. Ảo thế à. Ok, chúc giveaway lần 4 code luôn nha bạn ơi. 4 Psychic thành ca nữa đi. No, fighting. It's fine. It's totally fine. Sophia, Crabrawler, Golett, Porygon, Garuki, Galarian Slowpoke. Hồi nãy mở lỗ qua cái lá Reverse Holo luôn. Yup. Ok, Slowpoke. Wow, tỷ lệ nợ mở 10 pack 50-50. Wow. Đây là 4 thẻ cốt. Tân 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 tân. Alright, và sau màn khởi động phải gọi là không thể nào nóng người hơn được nữa. Hai lá Full Art, Amazing Rare, V không nói rồi, Alternate Art. Thì tiếp sau đây chúng ta sẽ xử đến món ăn chính trong ngày hôm nay. Đó chính là 20 pack Celebrations kỷ niệm 25 năm. Train on. Và với tình hình là chúng ta đã mở 2 box cho tập trước rồi, list 25 thẻ mới thì chúng ta chỉ còn thiếu có 3 thẻ nữa thôi. Bộ Classic thì chúng ta cũng mở ra được chưa có nhiều lắm nhưng mà cũng tầm 7 thẻ đúng không? Đây, mà cũng mấy thẻ gọi là hạng nhì với hạng ba này nọ rồi các bạn. Đợi giải hạng nhất với hạng đặc biệt thôi. Charizard, Holo Rare, Magikarp, Shiny các thứ. Tóm gọn lại là tỷ lệ trùng và tỷ lệ không kéo được thêm thẻ gì mới khá là cao. Cho nên là một quẻ mở màn với Wristband, Virus, phiên bản cây tùng. Oh yeah, xem nào. Xem mà thông điệp cho 5 pack tiếp theo chúng ta sẽ là gì nào. Virus, proudly made in Vietnam. Oh yeah baby. And đây, đây là một cái chiếc vòng Virus, nó sẽ trông như thế này. Ở năm ngoái thì mình cũng đã review về cái chất lượng của sản phẩm này rồi. Thì các bạn có thể thấy là mình rất rất ấn tượng với cái độ rõ nét và cái độ chi tiết của cái hình in này trên cái chất liệu vải, mà đặc biệt là cái vải này nó co giãn được nha các bạn. Đó. New beginnings, một khởi đầu mới. Đây, chi tiết ở cái tán cây ha, tuyệt vời. Đây là cây tùng nè. Phần logo của Virus, phần chữ luôn nằm đây. Và thường thì những vòng tay của Virus được thiết kế để mà đeo hai mặt. Một là cái mặt thông điệp, hai là cái mặt chỉ thuần artwork thôi. Rất là đẹp luôn. Ta có hai chú cò nè, đó, đang bay trên bầu trời. Một khởi đầu mới. Đeo vào tay thì nó sẽ trông như thế này. Đấy. Trông nó cũng là một cái điểm nhấn khá là cool ngầu, hay hay. Mỗi cái vòng này nó cũng sẽ đi kèm thêm một cái thẻ như vậy, làm bằng chất liệu nhựa cứng. Ở đây là một cái phiên bản artwork nó rộng hơn, nằm trên tấm thẻ. New beginnings là cái đằng sau. Hãy tin tưởng bản thân, đừng sợ hãi. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân can đảm đầu tiên. Mọi nguồn lực đang hỗ trợ bạn tạo ra con đường của chính mình. Nghe khá là deep deep và tràn đầy năng lượng tích cực các bạn thấy không? Như mình đã nói thì một cái thiết kế như vậy nó sẽ có 3 thông điệp. Và đây là cái thông điệp mà mình đã nhận được một cách ngẫu nhiên nha. Mình không chắc là nếu như các bạn biết cả 3 thông điệp rồi, xong rồi mình muốn lấy cái nào á, có order bên Virus được hay không, cái đó mình không chắc. Nhưng mà yeah, nó có tổng cộng là 3 cái ha. Và mình nghĩ là nó sẽ hay hơn nếu mà mình nhận được ngẫu nhiên. Với lại có thêm một cái thì tất cả những sản phẩm của Virus thì đều có số lượng giới hạn cả. Có một số mẫu thì họ sẽ drop rất là nhiều, mấy ngàn copy. Nhưng cũng sẽ có một số mẫu là nó sẽ limited hơn, ví dụ là dưới 1000. Hoặc thậm chí là siêu limited là chỉ có tính số lượng bằng 100 thôi. Như cái thiết kế này thì mình biết là nó sẽ lên tới số lượng là 1000. Và mình đã nhận được cái thứ 404. Đấy. Ok, quẹ đã bóc. Xem nào. Đúng thật là the new beginning. Ok, 2, 4. Quẻ này là sẽ cho 5 pack đầu. Let's go. Khởi đầu mới xem nào. Ton 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 ton. Ý, quên mất. Cái này đúng ra thì mình sẽ lật lại. Ok. Thẻ code là tất nhiên rồi. Mình sẽ lấy lại code cho các bạn giveaway trước. Rồi ha. Cái lá hiếm thì nó sẽ nằm ở cái lá thứ 3. À rồi, như vậy thì mình lấy lá cuối cùng nè. Mình bỏ vào vị trí thứ 3. Rồi ok. Lần trước mở Celebration như cũng cả tháng rồi nhỉ. Let's go. Groudon. Bởi vì một pack nó chỉ có 4 thẻ thôi, cho nên thẻ nào cũng là holographic. Bạn thấy cái background nè, nó lấp lánh, nó có foil ha. Groudon thì chúng ta có rồi, có rất nhiều rồi. Let's ok. The Chrome. Có luôn rồi. Yup. Oh come on. Trời ơi.
Đây là cái khiên thứ ba rồi các bạn à. Chúng ta đang cần một cái kim. Come on. Cần Zacian mà. Đi trúng rồi mọi người ạ. À. Rồi ok. Ba thẻ đầu tiên này nó sẽ nằm ở trong cái series mới. Thẻ cuối cùng sổ ra coi coi nè. Coi được một lá classic không nè. Yup. Yes, là một lá classic nhưng mà có rồi. Trời ơi. Ôi, Rockets Admin. Một lá trainer nha các bạn. Đây, mọi người có thể xem luôn. Rất là đẹp. Một thành viên cho team Rocket đang pet em Persian với cái background lấp lánh kiểu confetti. Rất là đẹp. Oh boy. Đây, thẻ lần trước mình có đây. Đi trùng ha. Ok. Đây, đằng sau. Pack thứ hai. Celebrations. Trong tất cả những pack của Celebration đều sẽ là code trắng hết. Đây là code 1, 2, 3. Thẻ này ra đằng sau. Ok. Voila. Ground on. Thêm một lần nữa luôn. Kyogre. Ok. Hai bé này là kiểu không ưa nhau nè. Đánh nhau nè. Giờ kéo phát ra Rayquaza. Ra luôn là đẹp đủ bộ luôn nha các bạn. Flying Pikachu VMAX. Vâng, là một thẻ VMAX. Rất đẹp, tuyệt vời. Nhưng rất nhiều rồi. Nếu như bạn nào là fan cứng của Pikachu thì chắc chắn luôn, Celebrations là một series các bạn không thể nào bỏ qua được. Bởi vì nó rất dễ để có được những cái lá VMAX Pikachu bay bổng như thế này, hoặc là Pikachu lướt sóng. Chút nữa chắc chắn thế nào, ở trong cái đống này cũng còn rất là nhiều nữa, các bạn sẽ thấy thôi. Ok, there we go. Cernius có luôn rồi. Thêm một pack chúng ta không có thẻ Classic. There we go. Nhưng không sao, không sao, không sao. Bởi vì đã biết được chuyện này sẽ xảy ra rồi mà. Ok. Chúng ta đang cần kiếm những cái thẻ gọi là chưa có, nhưng thẻ đỉnh cao. Mà thẻ đỉnh cao thì ra dễ quá thì còn gì là đỉnh cao nữa. Đấy, code ha. And vô nào. Zekrom. Các bạn có để ý là nó không có thẻ năng lượng luôn nha. Cho nên chúng ta không có thẻ năng lượng. Lugia. Có luôn rồi. Solgaleo and Pokemon Sun. Trong series Sun and Moon. Và đằng sau là Yup. Ho-Oh. Ok. À, dành cho bạn nào chưa biết. Ho-Oh với Lugia. Hai cái thẻ này ghép lại. Cái background nó liên quan tới nhau nha. Đó, thấy các bạn thấy không? Nên là cần sự buff luck từ mọi nguồn luôn. Từ Virus. Từ phía các bạn. Bạn nào chưa bấm like, chưa bấm subscribe, làm ngay bây giờ đây các bạn. Do it right now. Let's go. Ôi. Ok. Lật luôn cái lá cuối cùng lên. Đây. Thêm một lá Pikachu nữa. Pikachu trong rừng. Lá này các bạn thấy đẹp không? Cũng đẹp chứ hả? Cũng dạng kiểu classic chứ hả? À, chúng ta cũng có nhiều rồi. Nó cũng giống như là mấy cái lá Pikachu kia đó. Đây là code. Ok. No problem. Coi như là lá cuối. Sẽ là lá thứ ba. And... Mewiex! Oh! Cũng ok đấy các bạn. Lá này cũng ok đó. Không phải đùa đâu. Không phải đùa đâu. Nhưng mà chỉ là cái là mình có rồi thôi. Các bạn sẽ thấy là không những cái hiệu ứng holographic nó nằm ở bên trong cái khung artwork mà nó còn tràn ra cái viền nữa. Chưa? Tuyệt vời luôn. Chỉ có những lá EX thôi nha. Những lá khác không có đâu. Blastoise bình thường nè, không có. Mặc dù là lá này nó đắt hơn lá Mew EX đấy. Mew mà là ra Go đi ha. Ra Go cũng được ấy. Giỡn đâu. Không tệ, không tệ. Thật ra thì cái pack vừa rồi không tệ xíu nào. Với Mew EX. Last one. Của The New Beginning. Này là code trắng và ok. Make sure là chỉ lấy ra code thôi. Dum-pa-dum. And đấy. Dục. Groudon. Ba em rồi đó. Ho-Oh. Professor Research. Raffonaut dùm cái. Palkia. Bóp cái quẻ tiếp theo với chiếc vòng cúc. Đấy, lần này chúng ta có một cái tông màu nó nóng hơn. Xem kỹ thiết kế nào. Chúng ta có một cái khóm cúc to đùng luôn. Cái điều là cái màu nó hơi rực đỏ nha. Mình mới biết là có cúc đỏ hả ta. Chi tiết mấy em bướm bướm nè. Khá đẹp. Ở đằng sau sẽ là Pure Love Partnership. Tình yêu thuần khiết hả? Đấy. Thử đeo lên tay nào.
Mình mới nhận ra là mấy cái này nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái cách mình phối đồ nha. Tại vì nó có những cái tông màu rất là rõ ràng, đúng không? Còn mà kiểu dễ phối đồ thì mình nghĩ là cứ quất những cái series nào mà nó có những cái màu beige, trắng đen hoặc là xám gì đấy. Anyway, nhưng mà đây là thẻ artwork của nó. Đằng sau, trong tim bạn là một tình yêu thuần khiết, hãy dùng tình yêu để nói thay lý trí, lời từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Yeah, nghe rất là có lý luôn. Và mình nghĩ là nó cũng khá là hợp với mình. Bởi vì các bạn đã thấy là trên kênh Toy Station đi, mình bắt đầu kênh Toy Station thật sự là không có nghĩ ngợi nhiều. Thì tất nhiên là mình cũng sẽ thấy cái tiềm năng của một cái kênh nó phát triển. Nhưng mà mình không có ưu tiên hàng đầu là kiểu triệu view hay là triệu sub trong vòng những thời gian đầu hay như nào cả. Mà đó là truyền tải những cái sở thích, những cái trào lưu cũng như là những cái gì mà mình cho là thú vị ở trong thế giới đồ chơi đến với tất cả mọi người. Rồi cốt lõi và cơ bản nhất của tất cả đó là have fun. Thì khi mà mình có niềm vui thì chắc chắn các bạn cũng sẽ phần nào được lây cái niềm vui đó, đúng không? Ok, yeah. Part thứ 6 nha. Với sự bóp lắc của chiếc vòng cúc. Đây là thẻ cốt. Lego Cosmerum. Dừng một chút xíu. Zekrom. Pikachu. Đứng trong rừng. Đứng một bầy luôn rồi đó. Ok. Trùng. Nhưng mà được. Được các bạn ạ. Được. Wow. Wow. Let's go. Hoàn toàn được luôn ấy. Không giỡn đâu. À, ở trong video trước thì có một số bạn nói là cái em này có phải là shiny hay không, bởi vì nhìn thấy cái mai nó màu xanh lá cây nè. Mình nghĩ là không phải là shiny nha các bạn ơi, bởi vì cái da của nó vẫn là màu xanh dương này. Shiny thì cái da của nó sẽ là màu tím hẳn luôn, còn cái màu xanh ở trên mai thì mình nghĩ là chỉ là cái kiểu phản chiếu của cái môi trường lẫn cái mai và cái cách nhà nghệ sĩ họ tô màu thôi, chứ khẳng định đây không phải là một Blastoise shiny. Oh wow. Yes. Yes. There you go. Hey. Ok, tạm thời bổ sung vào stop ở đây luôn. Thấy buff có hiệu quả rồi đó các bạn. Mấy phát sau như thế nào đây? Thứ nhất là mà ra được một lá classic là thấy cũng ok đó. Tuy trùng nhưng mà trùng ngay cái lá hạng nhì cũng được, cũng được. HTV luôn, trời ơi sao có cái code gì có HTV ở đây luôn vậy? Đấy. And voila. Lugia. Groudon, come on. Flying Pikachu VMAX. Thế đằng sau mình thấy, ủa cái nó phải là classic không ta? Không phải classic. Đây các bạn thấy chưa? Flying Pikachu VMAX nữa rồi. Đó, một trong những series mà VMAX trở thành hàng trợ. Đấy. Tiếp nào. Thứ ba. Yến. Code ha. Yo, Groudon. Hơi bị nhiều nha, nãy giờ hơi KOG luôn nha. Professor Research, rất đáng tiếc. Không phải là một lá full art. Và Rayquaza nào, Rayquaza cũng được nào. Reshiram. Tiếp luôn. Pack thứ tư của quẻ cúc. Có đây. Chầm. Mạnh dạng đáng Groudon tiếp nè. Cũng xem vậy. Sonius. Yeah. Flying Pikachu phiên bản V. Nói các bạn rồi, một bầy luôn. Kìa thiệt luôn ta ơi. Đáng ra đo là có ra đo luôn, chỉ cái điều là không phải ở ngay đầu thôi. À không, đúng ra thì cái em Black Toys này mình cũng phải để ở đây chứ nhờ. Đùa đâu. Code đây các bạn. Reshiram Palkia. Có Reshiram liền. Trời ơi. Đoán là có liền. Sogaleo. Yup. Lugia. Wow. Tắt này là... Đây là định nghĩa trắng tay nè các bạn. Định nghĩa trắng tay là như này nè. Tiếp theo, chúng ta có quẻ trúc nha các bạn. Quẻ này ý nghĩa nè. Với thông điệp là forgiveness. Sự tha thứ. Tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình. Hãy tự cởi trói bản thân và để trái tim được tự do. Cảm xúc hanh thông thì mọi thứ sẽ được hàn gắn. Cái cũ qua đi, điều mới mẻ sẽ đến. Đúng thật là như vậy, đôi khi là trong cuộc sống chúng ta sẽ cay cú, chúng ta sẽ thù hằn. Nhưng nếu học được cách tha thứ, cách hợp lý cho những trường hợp
đáng được tha thứ thì chúng ta cũng nên tha thứ. Các bạn để ý đi, đôi khi có những cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ mà mình cứ giữ trong lòng á, thì bí mật là mình sẽ cảm thấy nó nặng nề hơn, đúng không? Nếu mà đáng thì chúng ta quên đi, tha thứ thì nó sẽ tự nhiên nó sẽ thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng hơn hẳn, rồi lúc đó là đầu óc nó sẽ mở mang ra cho những cái cơ hội mới. Ví dụ như là thằng bạn từ hồi trung học mượn tiền 20.000 mình, nó mua cà lem ở trong căng tin, xong rồi nó lờ, nó không trả mình. Mãi lên đại học sau khi đi làm mình vẫn còn cay cái vụ đó, rồi sau này họp lớp gặp lại cái mình đòi tiền nữa, nghe nó kỳ lắm các bạn. Không, nó giận thôi chứ mình nghĩ là các bạn hiểu được cái thông điệp này mà. À, cơ mà mình khá là thích cái cách phối màu của cái mẫu này nha. Ở đằng trước là những cái cây trúc màu tối, ở đằng sau thì chúng ta có thể thấy là một cái cảnh giống như là nó là hoàng hôn hay sao ấy. Kiểu như là hai tông nóng lạnh nó được hòa quyện với nhau ở trong cái thiết kế này. Có một con hạt đang dàn cảnh bay ở đây nữa hay sao ấy. Rồi, vô nào. Với rất nhẹ nhàng thôi. Không ra được Charizard, Hollow Rare. Mình cũng rất là nhẹ nhàng, mình không có cây cú nha mọi người. Đặc biệt là mở thẻ Pokemon TCG mà cây cú nữa là kiểu các bạn không chơi được luôn ấy. Cosmog, Wyvetto, Mew. Mew mới đầu tự thẻ này hiếm hóa ra cũng khá là nhiều. Dúc, Dialga. Tâm phải tịnh, lòng phải tha thứ. Tôi tha thứ cho cái pack vừa rồi. Ok, code nhé. And vô nào, Lugia. 2-3 cái lá đầu thì chắc chắn là nó sẽ tỷ lệ trùng quá là cao luôn, 99% luôn rồi. Yep, Mew. Mới nói xong luôn. Thiệt luôn. Quay vào thổ luôn. Ok, phát thứ 3 luôn nè. Ây. Chúng ta đang dừng ở Blastoise Hollow Rare. Liệu rằng những phát còn lại có được đẩy lên bung nóc hơn như thế hay không? Let's go, Cosmog. Zoom lại xíu cho hơn nè. Dialga. Yep. Luna. À, lá này có rồi luôn. Pokemon Moon nha các bạn. Mặt trăng ấy. Én. Yep. Trơn. Bị trơn. Lại nè. Yep. Oh my. Có lá này luôn. Yo. Oh my gosh. Team Magmas Groudon. Một em Groudon đỏ le luôn. Really? Thật sự luôn, hold on. Em nằm đâu đây? Nằm kế Shiny Maricorp luôn nè, oh boy. Có. Wow, cho các bạn xem kỹ nè. Cái hiệu ứng lấp lánh confetti trên cái nền background đỏ rực lửa. Wow, mắt của em này nó cũng đỏ nữa. Nhìn hơi sợ sợ nha. But cool. Và quan trọng hơn hết các bạn biết là gì không? Nó là một thẻ mới, ok? Trong bộ Classic. Đấy. Mình dự tính là những em này mình cũng sẽ để vào cái binder luôn, cho nên là không có để vào top loader. Tạm để như này đi cho Stoutland đứng núp vô xíu đi ha. Đó. Ý, mới để ý. Tornadus với cái bộ này xanh, nhìn hợp nhau phết. Còn Groudon nè. Ok, hợp thế nhờ. Tiếp luôn nè. Code Ho-Oh. Lugia. Gần đúng. Sonius. Pikachu đứng trong rừng. Vẫn chưa có Jarcian kiếm, nhưng mà đằng sau sẽ là Classic Kyogre. Pack thứ 5 của đợt này. Có nè. Và chúng ta có Zekrom. Nó cứ bị lệch nhịp ấy nhỉ. Cosmo and Surfing Pikachu V. Yup. Thao ya. Sẽ là một bài Pikachu luôn. There we go, let's go. Chúng ta có một là Luxray level X. Ok. Wow, beautiful. Tuyệt vời luôn. Nó phải là như vậy các bạn à. Thêm một lá vào bộ Classic. Yeah. Lá này kiểu lấp lánh còn ghê hơn em Mew nữa nè. Bạn thấy không? Nguyên một cái dòng description ở dưới đây nè. Lấp lánh tới mức độ mà đọc không thấy gì luôn. Mà có một cái không biết là mình có nói với bạn chưa.
Bởi vì đây là cái chất lượng, cái artwork nó là reprint, nhưng mà cái chất lượng giấy là nó xịn hơn ngày xưa rất 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 là nhiều luôn. Kiểu là nó dày hơn và nó có một cái lớp vân cũng giống giống như là Full Nord vậy đó. Kiểu là mình cảm nhận là nó không có dày như là Full Nord thôi. Nhưng mà nhá, có nè, nghiêng vậy các bạn thấy không? Thấy cái lớp vân không? Đặc biệt trên cái phần màu đen của các bạn lại thấy rõ nhất nè. Đó. Tới công chuyện luôn. Và cuối cùng chúng ta có một quẻ mai, cây mai. Ok, và thông điệp là change, sự thay đổi. Thay đổi là quy luật của cuộc sống, cách mà thế giới này tồn tại và phát triển. Sự thay đổi đến rất nhanh và mang theo nhiều thời cơ. Bạn cần nắm bắt kịp thời, hãy làm và đừng suy nghĩ quá nhiều. Đến cuối hành trình bạn sẽ thấy được sự an bài kỳ diệu, những lời chúc phúc ẩn mình. Ha, bây giờ mình cũng khá là tò mò cho mỗi cái thiết kế thì hai cái thông điệp còn lại nó là như thế nào. Các bạn nào đã vô tình sở hữu được cái series này của từ Verus chưa? Hoặc là các bạn có dự định sở hữu một trong những thiết kế này mà ra được cái thông điệp khác của mình á, có thể comment ở bên dưới chia sẻ cho mình với. Kiểu cũng khá là thích đọc mấy cái deep deep như thế này. Ok, còn đây là cái thiết kế. Chúng ta có một cái nhánh mai. Dạ. Với thông điệp đằng sau là change, thay đổi để đón nhận những điều mới và thay đổi để phát triển bản thân, chứ không phải thay đổi là lật mặt như bánh tráng nha các bạn. Hãy lưu ý hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Rồi, chúng ta đến với năm pack cuối cùng, last 5 pack magic celebrations. Let's go. Phải chơi tới last 5 pack magic luôn, còn last pack magic không đủ. Code nha. Ok. Xem nào. Dialga. Sonius. Sự thay đổi nào sẽ đến đây. Lunala. And oh boy, một là classic. Nhưng Có rồi. Nói là come on, change mà, thay đổi mà, chứ có phải là trùng đâu. Change và trùng nó khác nhau mà. Part thứ 2. Có nè. Yeah. Zoom lại gần xíu. Chúng ta sẽ lật lại con Lugia. Kyogre. Ho-oh. Pikachu. Thấy chưa các bạn? Nhiều lắm. Zekrom. Last 3 pack magic. Got. And Lugia. Cosmoem. Cần lắm một sự thay đổi ngay bây giờ. Trước giờ chưa có Charizard Hollow Rare. Thay đổi đi để có Charizard Hollow Rare nào. Cho nó khác nào. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Alright. Last 2 pack magic. Cột nhá. King. Ho-oh. Cosmo. Sonius. Oh, let's go! Đây rồi các bạn ơi! Jocelyn V! Oh my god, finally! Yes! Yes! Change! Một sự thay đổi ngoạn mục, ok? Bộ sưu tập của mình lúc trước chưa có Jocelyn V, thay đổi thành có Jocelyn V. Let's go! Pokemon kiếm đây rồi. Hemmy! Đằng sau nào, lỡ rồi, combo rồi, ok? Hai trong một luôn đi nào. Hai hit trong một luôn đi nào. Một lá classic ở đằng sau là hoàn hảo luôn. Let's go. Let's go. Ok, cũng được đi. cũng được đi. Đây rồi các bạn ơi. Jocelyn V. Ok, lá này thì một lần nữa nó cũng hoàn toàn không có giá trị gì lắm trên thị trường giờ nổi cả. Mang tính chất bộ sưu tập cá nhân mà thôi. Đây, chút nữa thì em nó sẽ được nằm chẽm chẽ ở vị trí này nha các bạn. Đấy. Mã số 016/025 nè. Đó, 17, 18 và tiếp vậy. Vậy là ở series mới sẽ còn thiếu đúng hai lá nữa, Full Art của Professor Research và Go Mew. Tính ra thì pack hồi nãy cũng khá là magic, nhưng sẽ không magic bằng the real last pack magic. Chỉ có một last pack magic trong một tập thôi. Đó là pack cuối cùng, được chưa? Mình đã cố copy ra những phiên bản magic rồi, nhưng không hiệu quả cho lắm. Hàng real đến này các bạn ạ. À. Bùng nổ đến đây. Code nè. Nhìn vào số dòng code nó cũng đẹp nữa. Là mình có cảm giác rồi. Vô. Cảm giác tới nơi rồi. Hello. Kyogre. Các bạn ạ. À.
Groudon. Okay. Let's go! Oh my god! Professor Research 4! Last pack magic is real. Yep! Virus là một hệ tâm linh mới. Không đùa đâu các bạn à, mình biết, ok, biết là cái lá Professor Research Full Art này nó không hiếm tới mức như vậy đâu. Ở trên thế giới thì người ta mở ra cũng rất là nhiều rồi. Tuy nhiên để mà nó ra được đúng cái lúc này, đúng cái thời điểm này và đúng cái lúc mà mình đang cần nó nhất thì nó thực sự là một điều kỳ diệu mà nha mọi người. Ok, alright. Professor Research Full Art. Không tin được luôn. Ok, còn bây giờ nè. Lỡ rồi, time luôn, được không? Thẻ cuối cùng của pack cuối cùng Magic. Vô nào. Vô nào. Oh my god. For real. Cái này mà không phải là Last Pack Magic nữa thì mình không biết cái gì nữa rồi nha. Ok, OMG Flat Toys Holo Rare phiên bản Classic First Edition. Như vậy thì tổng cộng là mình có 3 lá này luôn rồi. Đây, đây. Đấy. Một em này. Một em nãy vừa mới mở ra. Wow. Không thể tin được. Vậy là mình đầu cơ thẻ này được rồi đó mọi người. Có 3 phiên bản rồi đó. Bây giờ thì giá nó đang kiểu loè nhòe thôi, nhưng mà mai mốt là nó pick lên lại 5-10 năm sau hay không biết ấy. Không đùa luôn. À, đây nữa chứ. Professor Research luôn. Đây các bạn ơi, như vậy thì cái card list của Celebration gồm 25 lá của Legendary Pokemon thì chúng ta đã có hết rồi. Full. Và chỉ còn thiếu đúng một lá. Khó nhất thôi. Và thật sự thì nó nên là như vậy. Mew Go. Lá này không đùa được đâu các bạn à. Hoàn toàn là phải rất nhân phẩm chứ không đùa được đâu. Ok. Còn cũng nghía qua một chút xíu về cái series classic đi chứ nhờ. Hai lá này có rồi nè. Wow, em này đỉnh nhất series chưa có. Có Dark Gyarados. Có Trainer Team Rocket. Zapdos chưa có. Happy Birthday Pikachu có rồi. Clefa chưa. Chưa. Này có rồi nè. Có rồi. Umbreon, cái lá này là giá trị thứ hai trong series này, classic này. Boltoy có, Luxray có luôn. Cả chồng chưa. Còn bên đây, wow, nguyên bộ này chưa có lá nào hết các bạn ạ. Ok các bạn ơi, và đây là một màn khởi đầu không tệ một chút xíu nào của Pokemon TCG trên kênh Toy Station. Thêm 2 Black Toys Holo Rare trong cùng một tập Alternate Art. Kiếm được luôn Professor Research Full Art, cộng thêm vân vân và vân vân. Một lần nữa anh Khai Tây cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Verus, người chơi hệ tài trợ cũng đã đồng hành buff luck cho video này, cũng như là tất cả những bạn nào đang xem video này. Thank you very much và chúc các bạn một năm mới tuyệt vời, vui vẻ. Nếu như các bạn có quan tâm về những sản phẩm của Verus thì có thể check out qua đường link mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới nha. Verus@wristband.vn. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Khai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khai Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về được chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.